ăn rất là khoái chí. Và ăn hết cả những cái nhánh gốc cỏ voi khô. Thành phẩm của chuối. Chuối và cỏ voi băm rất đều và mịn. Cho gà nhỏ, vịt nhỏ ăn được. Khi mà qua máy của chúng tôi băm nhuyễn thì bò sẽ ăn hết sạch, không có để sót một chút nào hết. Đây các bạn xem là cái thành phẩm khi mà không băm thì bò chỉ ăn một ít lá xanh còn cuộn người lại, bỏ đi rất là lãng phí. Bò ăn rất là khoái chí.